Tương ưng thứ 21 Tương ưng tỷ kheo Bikhu Sangyutta Một La Mã Kinh Kolita Kolita Sutta 235 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana Tại vườn ông Anatha Bindika Tại đấy Tôn giả Maha Mogalana đại mục kiền liên gọi các tỷ kheo này các hiền giả tỷ kheo thưa vân hiền giả các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả maha mogalana tôn giả maha mogalana nói ở đây này hiền giả trong khi tôi đọc trú tỉnh cư tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên thánh im lặng được gọi là thánh im lặng thế nào là thánh im lặng rồi này các hiền giả tôi suy nghĩ như sau ở đây tỷ kheo diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm như vậy gọi là thánh im lặng rồi này các hiền giả tôi diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm này các hiền giả khi tôi an trú với sự an trú như vậy, các tưởng câu hữu với tầm, các tác ý hiện khởi và hiện hành. Rồi này các hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông đến với tôi và nói, Mogalana, Mogalana, chớ có phóng dật. Này bà La Môn, đối với thánh im lặng, hãy an trú tâm vào thánh im lặng. Hãy chú nhất tâm vào thánh im lặng. Hãy chú định tâm vào thánh im lặng rồi này các hiền giả sau một thời gian tôi diệt tầm và tứ chứng và trú vào thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm này các hiền giả nếu ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau được bậc đạo sư hỗ trợ vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí người ấy nói một cách chân chánh sẽ nói về tôi được bậc đạo sư hỗ trợ vị đệ tử chứng đạt đại thắng trí. Hai La Mã Kinh Upatissa Upatissa Sutta 236 Trú ở Savatthi Tại đấy, tôn giả Sariputta gọi các tỷ kheo Này các hiền giả tỷ kheo Thưa vân hiền giả, các vị tỷ kheo ý vân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói, Ở đây, này các hiền giả, trong khi tôi đọc trú tỉnh cư, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên. Có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Rồi này các hiền giả, tôi suy nghĩ, không có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác có thể khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não khi được nghe nói vậy tôn giả ananda nói với tôn giả sariputta bậc đạo sư này hiền giả sariputta có cái gì trong đời khi bị biến hoại trạng huống đổi khác có thể khởi lên nơi hiền giả sầu bi khổ ưu não bậc đạo sư này hiền giả ananda không có cái gì trong đời khi bị biến hoại, trạng huống đổi khác có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng ta có thể suy nghĩ, mong rằng bậc đại thế lực, bậc đạo sư có đại thần thông, có đại uy lực chớ có biến diệt. Nếu bậc thế tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy thật là hạnh phúc cho quần sanh, thật là an lạc cho quần sanh, vì lòng từ mẫn cho đời, vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy đối với tôn giả sariputta ngã kiến ngã sở kiến ngã mạng tùy miên được khéo đoạn trừ đã lâu ngày do vậy đối với tôn giả sariputta dầu cho bậc đạo sư có biến hoại trạng huống có đổi khác cũng không khởi lên sầu bi khổ ưu não ba la mã Kinh Cái Ghè Gata Sutta 237 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Savathi Xá vệ Jetavana Kỳ Đà Lâm Tại vườn ông Anatha Pindika Cấp cô độc Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta Và Tôn giả Maha Mogalana Cùng ở Rajagaha Vương xá Veluvana Trúc Lâm Tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc chung một tinh xá, rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Maha Mogalana. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Maha Mogalana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Maha Mogalana này hiền giả mogalana các căn của hiền giả thật là tịch tịnh sắc mặt thật là thanh tịnh trong sáng có phải hôm nay tôn giả maha mogalana an trú với sự an trú tịnh lạc thưa hiền giả hôm nay tôi an trú với sự an trú thô thiển tôi có được một cuộc pháp thoại với ai tôn giả maha mogalana có được một cuộc đàm luận về chánh pháp Thưa hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế Tôn. Ở xa, thưa hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika. Có phải Tôn giả Maha Mogalana đi đến Thế Tôn bằng thần thông hay Thế Tôn đi đến Tôn giả Maha Mogalana bằng thần thông? Thưa hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn bằng thần thông và thế tôn cũng không đi đến tôi bằng thần thông tôi như thế nào thời thế tôn được thiên nhãn thanh tịnh cả thiên nhĩ như vậy thế tôn như thế nào thời tôi được thiên nhãn thanh tịnh cả thiên nhĩ như vậy như thế nào là cuộc pháp thoại giữa tôn giả maha mogalana với thế tôn ở đây thưa hiền giả tôi bạch với thế tôn bạch thế tôn ở đây tinh cần Tin tấn, arada viriyo được gọi là tin cần, tinh tấn. Như thế nào? Bạch Thế Tôn là tin cần, tinh tấn. Khi được nghe nói vậy, thưa hiền giả, Thế Tôn nói với tôi: "Ở đây, này Mogalana, tỷ kheo sống tin cần, tinh tấn, dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì có thể lấy sức lực của người?" tinh tấn của người, nỗ lực của người có thể đạt được. Nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng nghỉ. Như vậy này Mogalana là sự tin cần tinh tấn. Như vậy này hiền giả là cuộc pháp thoại giữa Thế Tôn và tôi. Ví như này hiền giả, một đống hòn sạn nhỏ đem đặt dài theo hy mã lạp sơn, vua các loài núi. Cũng vậy, là chúng tôi được đem đạt dài theo tôn giả Maha Mogalana. Mong rằng tôn giả Maha Mogalana bậc đại thần thông, đại uy lực. Nếu muốn, hãy sống cho đến một kiếp. Ví như, này hiền giả, một nắm muối nhỏ được đem đạt dài theo một ghè muối lớn. Cũng vậy là chúng tôi được đem đạt dài theo tôn giả Sariputta tôn giả sariputta được Thế tôn dùng nhiều phương tiện xưng tán tán thán tán dương như vị xá lợi phất về trí tuệ giới luật và cả về tịch tịnh ông là bậc đệ nhất tỷ kheo đạt bỉ ngạn cũng là bậc tối thượng như vậy hai bậc long tượng ý naga cùng nhau hoan hỷ tán thán trong câu chuyện khéo nói khéo thuyết bốn la mã kinh tân tỷ kheo nava sutta hai trăm ba mươi tám trú ở savatthi lúc bấy giờ một tân tỷ kheo sau khi đi khất thực ăn xong trên đường trở về đi vào tinh xá rảnh rỗi im lặng vân vân không biết làm gì không phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian may y rồi nhiều tỷ kheo đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, có một tân tỷ kheo sau khi đi khất thực, ăn xong, trên đường trở về, đi vào tinh xá, rảnh rỗi, im lặng, Phân vân, không biết làm gì, không phụ việc với các tỷ kheo trong thời gian may y. Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo. Hãy đến, này tỷ kheo, nhân danh ta, hãy gọi tỷ kheo ý và nói này hiền giả bậc đạo sư cho gọi hiền giả thưa vân bạch thí tôn tỷ kheo ý vâng đáp thí tôn đi đến tỷ kheo kia sau khi đến nói với tỷ kheo ý thưa hiền giả bậc đạo sư cho gọi hiền giả thưa vân này hiền giả tỷ kheo ý vâng đáp tỷ kheo kia đi đến thí tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo đang ngồi xuống một bên: "Có thật chăng, này Tỷ-kheo, sau khi đi khất thực ăn xong trên đường trở về, sau khi vào tinh xá, ông rảnh rỗi im lặng, phân vân không biết làm gì, không phụ việc với các Tỷ-kheo trong thời gian may y? Bạch Thế Tôn, con làm việc của con." Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết tâm Tỷ-kheo ý liền gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông chớ có bực phiền với tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo này chứng được không có khó khăn. Nikama Lapi Chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phiền phức bốn thiền thuộc Tăng Thượng Tâm. Api Cheta Hiện tại lạc trú. Vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh mà vì mục đích này con các lương gia chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thế tôn thuyết như vậy sau khi bậc thiện thệ nói như vậy xong bậc đạo sư lại nói thêm kẻ sống buông thả này kẻ ít nghị lực này không thể đạt niết bàn giải thoát mọi khổ đau vị tỷ kheo trẻ này là một người tối thượng chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu. Năm La Mã Kinh Sujata Sujata Sutta 239 Trú ở Savathi, rồi tôn giả Sujata đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Sujata từ đằng xa đi đến, thấy vậy liền gọi các tỷ kheo cả hai phương diện này các tỷ kheo thiện nam tử này thật sự chói sáng vị ấy đẹp trai ưa nhìn khả ái đầy đủ với nhan sắc tối thượng vị ấy còn ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh mà vì mục đích này con các lương gia chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình thế tôn nói như vậy vân vân bậc đạo sư lại nói thêm tỷ kheo này sáng chói với tâm tư chánh trực ly kiết sử ly ách không chấp không sanh lại chiến thắng ma quân xong thọ trì thân tối hậu sáu la mã kinh lakundaka paditya lakundaka paditya sutta hai trăm bốn mươi trú ở savathi rồi tôn giả lakundaka paditya đi đến thế tôn thế tôn thấy tôn giả lakundaka paditya từ xa đi đến sau khi thấy liền gọi các tỷ kheo các ông có thấy không này các tỷ kheo tỷ kheo kia đang đi đến xấu xí khóa nhìn còm lưng bị các tỷ kheo khinh miệt thưa có bạch thế tôn tỷ kheo ấy này các tỷ kheo có đại thần thông, có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia vị tỷ kheo ấy chưa chứng đắc. Và cả đến mục đích mà con một lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tức vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết như vậy, sau khi bậc thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Thiên Nga, cò, chim, công, voi và nai có chấm, tất cả sợ sư tử, dầu thân không đồng đều, cũng vậy giữa loài người, nếu kẻ có trí tuệ, ở đấy vị ấy lớn, không như thân kẻ ngu. Bảy La Mã, Kinh Visakha Vishakha Sutta 241 Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali Tỳ Ly tại Mahavana Đại Lâm chỗ trùng các giảng đường Lúc bấy giờ Tôn giả Visakha thuộc dòng họ Panchala, trong giảng đường đang thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo khích lệ làm cho phấn khởi làm cho hoan hỷ với những lời lễ độ thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong hội trường, ai đã thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước. Bạch Thí Tôn, tôn giả Vi Sa Kha thuộc dòng họ Ban Cha La, trong hội trường, thuyết giảng pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý thích hợp, không chấp trước rồi Thế Tôn cho gọi tôn giả Visakha thuộc dòng họ Panchala và nói Lành thay, lành thay, Visakha, lành thay, này Visakha, ông thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, vân vân không chấp trước. Thế Tôn thuyết như vậy, sau khi bậc thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Họ biết bậc hiền triết, khi vị này lẫn lộn với các kẻ ngu si dầu vị này không nói và họ biết vị ấy khi vị này nói lên nói lên lời thuyết giảng liên hệ đến bất tử hãy để vị ấy nói làm sáng chói chánh pháp hãy để vị nêu cao lá cờ các bậc thánh lá cờ bậc hiền thánh là những lời khéo nói lá cờ bậc hiền thánh chính là lời chánh pháp Tám La Mã, Kinh Nanda, Nanda Sutta. 242. Trú ở Savathi rồi tôn giả Nanda, con của di mẫu của Thế Tôn, đắp những y khéo ủi, khéo là, bôi vẻ mắt, cầm bát sáng chói đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda đang ngồi xuống một bên như vậy là không xứng đáng cho ông này Nanda là con một lương gia vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình lại mang những y khéo ủi khéo là bôi vẽ con mắt và mang bát sáng chói như vậy là xứng đáng cho ông này Nanda là con một lương gia vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình tức là sống trong rừng sống đi khất thực sống mặc áo phấn tảo và sống không mong đợi các dục vọng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, Bậc Đạo Sư lại nói thêm, Ta mong được nhìn thấy, Nanda sống trong rừng, mặc áo phấn tảo y, sống với những đồ ăn, biết là đã vứt bỏ, không mong chờ dục vọng. Rồi Tôn Giả Nanda, sau một thời gian, trở thành một vị sống trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, Mang y phấn tảo, không mong đợi các dục vọng. Chính La Mã Kinh Tisra sa Sutta 243 Trú ở Savathi Tôn giả sa cháu của phụ vương của Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khổ đau, sầu muộn, nước mắt tuôn chảy. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Tích Sa: "Này Tích Sa, vì sao ông ngồi khổ đau sầu muộn, nước mắt tuôn chảy? Vì rằng bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo nhất loạt mắng nhiếc và nhạo bán con. Vì rằng, này Tích Sa, ông nói tất cả và không kham nhẫn người khác nói. Như vậy, không xứng đáng cho ông, này Tích Sa, là con một lương gia" vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói tất cả và không kham nhẫn người khác nói. Như vậy là xứng đáng cho ông, này Tít Sa, là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là đã nói và kham nhẫn người khác nói. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Sao ông lại phẫn nộ, chớ có nên phẫn nộ, không phẫn nộ Tissa, thật tốt đẹp cho ông, hãy nhiếp phục phẫn nộ, kiêu mạn và sang tham, hỡi Tissa, hãy sống, sống đời sống phạm hạnh. Mười La Mã. Kinh Thera Namaka. Thera Namaka Sutta. 244. Bốn bốn. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá Viluvana Trúc Lâm tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo tên là Thera Namaka, tên trưởng lão, sống độc trú và tán tháng hạnh sống độc trú. Vị ấy đi vào làng khất thực một mình, đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi kinh hành một mình. Rồi các tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý Bạch Thí Tôn. Ở đây, Bạch Thí Tôn có tỷ kheo tên là Thê Ra Namaka sống độc trú và Tán Thán Hạnh sống độc trú, vân vân đi kinh hành một mình. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo. Này tỷ kheo, hãy đến, hãy nhân danh ta gọi tỷ kheo Thê Ra Namaka. Này hiền giả Thê Ra, bậc đạo sư gọi hiền giả thưa vân bạch Thí tôn tỷ kheo ấy vân đáp thế tôn rồi đi đến tỷ kheo thê ra sau khi đến tỷ kheo ấy nói với tỷ kheo thê ra này hiền giả thê ra bậc đạo sư gọi hiền giả thưa vân hiền giả tôn giả thê ra vân đáp tỷ kheo ấy và đi đến thế tôn sau khi đến vị ấy đảnh lễ thế tôn và ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với Tôn Giả Thê Ra đang ngồi một bên. Có thật chăng, này Thê Ra, ông sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. Thưa có, Bạch Thế Tôn. Như thế nào, này Thê Ra, ông sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. Ở đây, Bạch Thế Tôn, con đi vào làng khất thực một mình, con đi về một mình, con ngồi vắng lặng một mình, con đi kinh hành một mình, như vậy bạch thế tôn con sống độc trú và tán tháng hạnh sống độc trú đấy là sống độc trú này thay ra ta không nói đấy không phải vậy này thay ra có một cách làm viên mãn độc trú với các chi tiết hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ nói thưa Vân bạch thế tôn này thay ra thế nào là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết ở đây này thê ra, cái gì đã qua được đoạn tận, cái gì sắp đến được từ bỏ, đối với những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy này thê ra là độc trú được làm viên mãn với các chi tiết. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Ai chiến thắng tất cả, ai hiểu biết tất cả, ai là bậc thiện trí? mọi pháp không ô nhiễm. Ai từ bỏ tất cả, ái tận được giải thoát. Ta nói chính người ấy, thật là vị độc trú. 11 La Mã Kinh Maha Kapina Maha Kapina Sutta 245 Trú ở Savatthi, rồi tôn giả Maha Kapina đi đến Thế Tôn thế tôn thấy tôn giả maha kapina từ đàng xa đi đến sau khi thấy thế tôn liền gọi các tỷ kheo các ông có thấy không này các tỷ kheo vị tỷ kheo kia đi đến da bạc trắng ốm yếu với cái mũi cao thưa có bạch thế tôn tỷ kheo ấy này các tỷ kheo có đại thần thông có đại uy lực thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia vị tỷ kheo ấy chưa chứng đắc. Vị ấy còn ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, con các lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế tôn thuyết như vậy, thiện thể thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Sát lị là tối thượng, giữa mọi loài chúng sanh, với những ai nương tựa vào vấn đề giai cấp, bậc minh hạnh cụ túc, tối thượng giữa trời người. Ngày mặt trời chói sáng, đêm mặt trăng chói sáng. Trong tấm áo chiến bào, sát lị được chói sáng. Trong thiền định thiền tri, bà la môn chói sáng. Nhưng suốt cả đêm ngày, Phật chói sáng hào quang. 12 La Mã Kinh Thân Hữu Sahayaka Sutta 246 Trú ở Savatthi Rồi hai tỷ kheo thân hữu Đệ tử của tôn giả Maha Kapina Đi đến Thế Tôn Thế Tôn thấy hai tỷ kheo ấy Từ đàn xa đi đến Thấy vậy Thế Tôn liền gọi các tỷ kheo Các ông có thấy không Này các tỷ kheo Hai tỷ kheo thân hữu ấy Đang đi tới cả hai là đệ tử của tôn giả maha kapina thưa có bạch thí tôn hai tỷ kheo ấy có đại thần thông có đại uy lực thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia những tỷ kheo ấy chưa chứng đắc các vị ấy còn ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh của phạm hạnh mà vì mục đích này còn các lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, thiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Tỷ kheo thân hữu này, lâu ngày cùng chung sống, chung sống trong diệu pháp, diệu pháp, Phật thuyết giảng, tôn giả Capina, khéo léo huấn luyện họ, trong chánh pháp vi diệu, do bậc thánh thuyết giảng, chiến thắng ma quân xong, thọ trì thân tối hậu